hay nửa lơ tam pi sống viên cái dương ở miền bị con máy chụp bao nè lấy nhưng mà mơ sai của bạn tim muối và hãy đi tung chiết bao dương và sai của bạn mỏng sai bạn đi tung chiết bao dương Campuchia nửa khang lơ đi và nửa lơ miền bị bị phục và con máy và ra chân bắt máy dương ra chân bắt máy trắng đi và dương miền bị bị phục con máy và con máy nhà so máy nhà so ông lê và máy chia sẻ lạnh kia và tạo bóng on ở lại ní dương màu mơ sai của bạn đây cả là co Campuchia dương tiêm từ đám cho mũi ở bờ tây Australia và tay sai của bạn miền ấy khá thì sẽ cứ nơi khao ấy đó nghe bóng on trọng ba hay nơi tam pi sống viên của dương ở miền bắc quân khai chụp bóng này lấy nhưng mà mơ sai của bạn tim mũi và hãy đi tung chiết bao dương và sai của bạn mỏng mỏng sai bạn đi tung chiết bao dương Campuchia nơi khang lơ đi và nơi lơ miền bắc bị phục và quân khai và ra chân bắt khai dương ra chân bắt khai trắng đi bà dương miên phiện bị phục quân khmer bà quân khmer nè so khmer nè so ông lê bà khmer chia sẻ lãnh khí nè bà thắng đi có vọt thở bao nào bà có vọt ông bồn quân khmer from Cambodia sai ní chia ra bọc khmer rồi có chia ra bọc rồi tê Australia dương nặng đăng ngọc nè sai các bạn ấy cứ mơn bị khi bỏ cuốt chim mũi nâng đại cu quát ba bị khi chân nè bạn sai các bạn ấy hơi đường lát bởi con chân nè lóc chạm ốt tiệt ta sẽ bắt vay giờ lóc ớt à mình vay giờ lóc ớt ấy chẳng hạn và lấy nhưng mà mơ muốn tiệt và thích sai các bạn B.O.B và sai các bạn B.O.B đi bị pin cái cứ bay up the best mà miền tiện quân không ai dương lên đi này và bay up the best champion và là chân nè bot cứ sơ tay bóc mai dương bạn đi quân không ai và thôi giờ kháng kiên ấy cứ đôi chân nè bạn kháng kiên đôi chân nè và chúng tôi khao nha khao kháng kê có bẻ năng kháng dương có bẻ năng bạn đi bà brand bao nhiêu quân không ai super fight quân không ai super fight bà chỉ chung một quân không ai hay còn chung một brand cảm thì đã dương đập nòm dụng màu vậy nào ở trong clip mà đó là bà thấy Australia bà ok bà quân không ai bà đi bà con sơ kháng kháng kê bọn này bà kháng kê bà chiết hé hé bà con chiết bọn này bọn này ok bọn bọn phải chạy xa chỉ thamay mà đong tiết xa anh đi ca bà cốt chặp đá hôm nơi bà thấy ông xử lý cứ mong bay rồi xìa trên nâng nơi khai dân cứ mong đọc mùi bật mong đọc mùi bật mà bọn này tôi sẽ nào đòi dưới bàn lưu phêch trong cửa miên xài tàn tôi cứ bị thì bị nhu và rôm tên phêch ghen sợ bật này nâng phêch và rồi bọc đầy cũng ở bà ca bà dưới chị ha ha sợ bật phay bà chị đạp bà ốc con bọt mình cho bạn admin tìm xong bà xung chụp việc liên bọc ôn trong bà con này bọn xong mà giả lắc xong mà giả lắc phi